Hôm em ngay đi. Nhà gái. Mời em. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Nhà gái mình giới thiệu một chút về mình nào. Dạ em xin chào anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Em tên Cao Thị Hương, năm nay 28 tuổi ạ. Em làm nhân viên kinh doanh ạ. Em đang sống ở đâu và làm việc ở đâu? Em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê thì ở Thanh Hóa. Quận mấy em làm, quận mấy? Dạ em làm ở quận 5 ạ. Quận 5. Mời em trai. Dạ xin chào tất cả quý anh chị ở trong trường quay, ekip cũng như là hai người MC, chị Hồng Vân và anh Quỳnh Linh ạ. Chào em. Thì em tên là Đinh Công Hữu. Năm nay em 30 tuổi. Sinh ra và lớn lên là ở Bình Định. Hiện tại đang làm việc ở Biên Hòa, Đồng Nai. Hiện tại là đối tác của FPT. Ưu điểm, khuyết điểm em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em là người có lập trường, bản lĩnh và tư tưởng thì rất là vững vàng. Biết làm vlog, quay video, edit, làm phim. Là một người, nói chung là trước khi mà đến với trường quay này thì em cũng tìm hiểu về phụ nữ. Ví dụ như là khi lập gia đình thì phụ nữ sẽ có tâm lý như thế nào, phụ nữ khi sinh con, mang bầu, cảm giác làm sao, rồi nhan sắc nó sẽ bị tàn phai theo do là thay đổi sắc thái á. Thì em cũng có tìm hiểu. Và trong quá trình mang bầu thì khi nào mình cần phải truyền đạt đến cái ý thức của người con ở trong bụng mẹ nhận biết rồi. Được. Cái này là nôn lấy vợ dữ lắm rồi nè. Trời ơi. Hay đó, những người phụ nữ nghe chuyện này khoái lắm á. Ừ, còn điểm yếu thì sao cưng? Dạ, điểm yếu của em thì do mọi người hay nói chân mày em rậm cho nên là nhìn em rất là dữ. Còn cái điểm yếu nữa là khi mà em thích ai thì nói chung em hơi ngại nói chuyện. Hơi ngại. Nhưng mà có người thân hay bạn bè gì tác động thì em lại không thấy ngại. Rồi, chúc mừng em thích cái tác động liền nha. Dạ. Mà em gái có giữ không? Em có giữ không vậy cưng? Giữ thì em không biết, mọi người xung quanh nói thôi. Nhưng mà những người mà tiếp xúc với em nhiều thì kêu em rất là hiền và thường hay bị bắt nạt. Rồi, vậy là được rồi, yên tâm rồi hả cưng? Rồi, em nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em thì khá siêng đấy, thích chăm sóc gia đình và làm việc nhà. Cũng nhanh nhẹn hoạt bát và cũng hòa đồng với mọi người. Còn điểm yếu? Điểm yếu thì của em thì lúc mình làm việc mệt mỏi thì cũng hơi lười chút. Rồi cũng hay nhõng nhẽo với bạn trai. Rồi cái cảm xúc của em khi nghe bạn kia nói là bạn nghiên cứu rất kỹ về vấn đề là bà mẹ và trẻ em. Em có cái cảm xúc như thế nào? Người như vậy thì em yên tâm. Yên tâm đúng không? Dạ. Chị còn yên tâm giùm em nữa. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua hai mối tình. Hai mối. Một mối tình là năm đầu sinh viên ở ngoài Đà Nẵng. Rồi mấy năm? Dạ em quen gần một năm. Rồi gần năm. Mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì em mới chia tay bạn gái năm 2019 là lúc em bị đứt dây chằng. Nhưng mà quen bao lâu? Dạ cũng gần một năm. Hai mối tình chỉ gần năm thôi hả? Dạ. Có sâu đậm gì không? Dạ có mối tình đầu tiên thì mối tình đầu thôi nên là em quen bạn đó là được một năm. Nhưng mà tới năm 2014 thì lúc em đang đi bộ đội á, thì bạn đó có nói em là quay lại. Nhưng mà em nói là khi mà bạn muốn quay lại thì phải gấp để nói chuyện. Chứ còn nói chuyện qua điện thoại thì em không đồng ý. Giận vì... chứ hả? Quay lại phải gặp đó. Dạ không, trong suy nghĩ của em là em bạn đó phải nghiêm túc với cái chuyện đó chứ không thể nào mà qua lo chuyện nói được, cho vui là được. Tự nhiên quen lại phải qua điện thoại chứ vậy, phải gặp nhau bàn bạc đúng không? Dạ. Rồi, chính chắn. Rồi, bây giờ còn mình thì sao, mấy mối tình rồi cưng? Dạ em có hai mối tình. Mối tình thứ nhất thì cũng trải qua 3 năm sinh viên, là thời sinh viên. Còn mối tình thứ hai thì mới cách đây 1 năm. Mới cách đây 1 năm thôi, giống như bạn kia y chang luôn. 2019. Dạ, em cũng nói trước luôn là cái mối tình thứ hai là mối tình hơi lằng nhằng nhất, và cho bạn trai bên kia biết luôn. Bởi vì là bọn em cũng đã định là sẽ tới kết hôn rồi, nhưng mà do công việc hai đứa bận á, nên là đăng ký kết hôn trước, rồi cuối cùng đám cưới không xảy ra. Không xảy ra. Cuối cùng hai đứa lại lôi nhau ra tòa ly hôn. Trời đất ơi. Dạ. Yeah. Hai bên, hai họ có biết không? Dạ hai bên cũng biết luôn. Hai đứa làm xong rồi mới nói. Vì từ đầu là hai gia đình cũng không có đồng ý cho hai đứa kết hôn. Sau đó gần tới khi mà kết hôn thì hai gia đình xảy ra những cái chuyện mâu thuẫn mà không giải quyết được. Và là không đi đến kết hôn đúng luôn. Rồi, không đi đến kết hôn và hai đứa lại cũng phải chấm dứt. Đó là lý lịch trích ngang thôi. Bây giờ ta tính tới tương lai nè. Dạ. Em muốn tìm một nửa yêu thương thế nào?
Dạ, một nửa của em thì em thích bạn nữ là người chia sẻ, nói chung là không thích bạn nữ là người sống nội tâm. Rồi ví dụ như trong cái khúc mắc gì đó thì bạn cứ nói thẳng thắn, chứ đừng có vì một chút tự ái hay là giận hay là dỗi gì đó thì tạo ra một cái khúc mắc lâu ngày thì dẫn đến cái tình cảm nó nhạt dần đi, thì nó lại đổ vỡ đi cái chuyện của hai người thì nó lại dơ. Như ông cụ non rồi, thấy không? Cái này anh yên tâm, cái gì mà em không vừa mắt hay gì em sẽ góp ý hoặc là sẽ trao đổi trực tiếp, sẽ không để trong lòng lâu. Nói chung là nhà trai là rất là kỹ lưỡng luôn á. Em có cảm giác em bị lo xa quá không? Dạ, em là người nói chung là va chạm sớm từ gia đình khổ từ nhỏ, cho nên là em nói chuyện ra cái gì em cũng nghĩ trước nghĩ sau, cho nên là bạn bè người thân của em ai cũng nói em là cụ non hết. Cụ non không là tốt mà. Khi em nghe cái tình trạng mà của bạn gái nãy chia sẻ thì cái cảm nhận của em thế nào? Dạ, đối với em thì chuyện quá khứ thì nói chung là giống như là một cái trang sách, mình đã lật qua rồi thì mình có thể lật lại được, nhưng cái quan trọng ở cái niềm tin ở tương lai là bạn đó phải tự tin để bước đến cái cuộc sống mới. Bạn phải mạnh mẽ đối diện với sự thật, không phải vì quá khứ làm đau buồn hay là một cái gì đó mà bạn đó không dám đi đến tương lai chứ. Rồi chị muốn hỏi em nè, em có sợ mấy ông cụ non không? Dạ không, em thích những người trưởng thành và có thể dẫn dắt em trở thành hơn. Em rất thích những người như thế. Em rất thích những người như vậy hả? Dạ. Rồi em mong muốn cái người bạn trai của em về nhân dáng, về ngoại hình nó sẽ như thế nào? Nói chung cứ đầu tóc gọn gàng, quần áo sạch sẽ, nhìn chuẩn là được. Trời, chuẩn luôn. Chuẩn là theo em như thế nào là chuẩn? Như ca sĩ Nguyễn Phi Hùng ấy. Cô thích ca sĩ Nguyễn Phi Hùng. Cái mẫu người phải giống Nguyễn Phi Hùng. Được, Nguyễn Hùng cũng rất là nghiêm chỉnh ha. Tôi cũng thích cái đúng người rồi. Mà giống Nguyễn Phi Hùng luôn. Nhưng mà tôi thích Lê Tuấn Anh nhất. Mỗi người có một cái gọi là thế mạnh riêng, thích ai cũng được ha. Quan trọng là mình sống thế nào thôi. Em không thích điều gì đàn ông nè? Dơ. Hỏi bệnh đi, em ơi, mình có ở sạch không? Đây chắc không ở dơ nổi đâu. Dạ, tại vì bên em làm kỹ thuật ngày nào đi làm về cũng đổ mồ hôi, mà ở dơ thì nó hôi sao mà ngủ được. Ở đây kỹ lưỡng lắm, không ở dơ đâu. Miễn sao trước khi ngủ anh tắm là được rồi. Bây giờ mình đi với ai nè em? Dạ em đi với bạn thân của em. Bạn thân rồi. Dạ chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân ạ. Dạ chào anh Hữu ạ. Bạn của em là một đứa mà khá tự lập, với cũng có ý chí với suy nghĩ nó cũng người lớn. Thì anh Hữu đây thấy cũng ổn đó Hưng ơi. Ổn không? Ổn đó Hưng. Ổn ha. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Chú với ai vậy? Dạ em đi với lại em trai ở trong công ty ạ. Dạ em xin chào chú Quỳnh Linh và cô Hồng Vân cùng toàn thể các mọi người trong trường quay ạ. Em còn là đồng nghiệp của anh Hữu. Thì anh là một người khá là thẳng tính, có gì đó thẳng, nhưng mà mỗi tội là FA hơi lâu, hơn chục năm. Nên là hôm nay anh đến đây là kiếm người yêu thì em thấy chị là ok 10 trên 10. Ok 10 trên 10 luôn. 10 trên 10 luôn. Rồi, mở rào. Rồi, mở rào. Bắt đầu đi. Thì anh có món quà này, nói chung là anh là người sống thực tế, cho nên là anh muốn tự tay mình làm, cũng như là muốn truyền đạt những cái suy nghĩ của mình. Thì trong này là anh có ghi trong từng cái nốt luôn. Dạ. Nói chung là màu xanh thì muốn làm khi mà ví dụ như anh em mình quen nhau thì sẽ làm gì. Và ví dụ như là bài hát anh sẽ hát tặng em. Thì nói chung là mỗi tối thì cứ mở một nốt ra để mình đọc những cái suy nghĩ của anh. Trời cũng như muốn truyền tải đến em. Bốc thương cái thôi. Trời ơi. Em tặng anh cuốn sách ạ. Đọc lớn lên nào. Cuộc sống có 24 giờ, 8 giờ làm việc, 8 giờ ngủ, 8 giờ sinh hoạt. Luôn sáng tạo để tình yêu không nhàm chán. Đấy, chỉ là bốc đúng tình yêu rồi đó. Rồi dậy lại đi. Tối mình khám phá tiếp. Thôi, hai bạn quay mặt vào trò chuyện với nhau đi. Bạn trai cảm nhận bạn gái thế nào? Dạ, em cảm nhận thì nói chung bạn gái thì nói chung là đúng với cái suy nghĩ của em mong muốn khi em đến tham gia chương trình. Thì anh cũng muốn hỏi em, ví dụ như trong thời gian mà mình tìm hiểu thì trong cái suy nghĩ của em thì bao lâu là em muốn tiến tới hôn nhân? Theo em nghĩ thì đổ nắng thì hoa sẽ nở, đổ tình yêu thì mình sẽ về cùng một nhà. Khoảng đi, em cho khoảng cụ thể luôn đi. Bao lâu, 1 năm, 2 năm,
5 năm, 10 năm gì đó cho anh ta yên tâm đi. Gia đình anh có hối lập gia đình sớm chưa? Tại vì khi anh đến chương trình này, cái điều đầu tiên anh suy nghĩ á, tại vì lúc độc thân anh là người đi rất là nhiều nơi và làm rất là nhiều tiền, nhưng mà ngược lại anh thấy chả có bao giờ dư hết á. Thì anh mới thấy là những cái người mà họ lập gia đình thì họ dư rất là nhiều. Cho nên anh muốn đến mình lập gia đình. Vì một cái cột với lại một cái mái thì mới thành một ngôi nhà được. Không thể nào mà cột với mái mà thiếu một thứ mà có thể thành một gia đình được. Cho nên anh nghĩ là sự chiến thắng, sự tin tưởng khi em gặp anh tại chương trình này thì cũng cho em một phần niềm tin nào đó để em đưa ra một cái quyết định. Thì anh nghĩ là chậm nhất thì 6 tháng hoặc là đến 1 năm. Thì anh nghĩ là tuổi của mình cũng đã chững rồi, không có gọi là như là tuổi 20-21 là còn phải suy nghĩ nhiều, còn muốn đi chơi nữa. Vậy nếu được thì sang năm mình cưới luôn ha. Vậy nếu được thì sang năm mình cưới luôn ha. Em có muốn hỏi gì với anh không? Anh có hay đi nhậu nhẹt với bạn bè anh em gì không? Anh có một cái tật xấu đó là hay chơi game. Bởi vì không có bạn bè, đa phần công việc của anh mà khi có cảm hứng gì đó thì anh hay chơi game để về thư giãn khỏi bị áp lực, cũng như là không có nghĩ ra được cái ý tưởng gì đó. Và thường là hay nghe nhạc đứng ngoài không. Vậy thì còn rượu chè, thuốc lá, nói chung là những cái tật xấu đó là anh không có. Chỉ có một cái là nói chung là chưa có vợ thôi. Không sao, nếu mà có đi nhậu nhẹt với bạn bè thì em cũng không có ý kiến gì. Về trước 10 giờ là được. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Mối Hẹn Hò cùng Quỳ Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Hai tay luôn. Anh sẽ hát tặng em và mọi người ở đây bài Nửa Vầng Trăng. Nửa vầng trăng đơn côi trong đêm, buồn nhớ ai chăn rơi trên sông. Cùng sông nước trăng trôi lang thang, đi tìm người thương. Nửa vầng trăng em ơi phương xa, người nhớ mong em đây ngóng chờ. Chờ em tới với những nỗi nhớ, cho tròn vầng trăng. Dạ em xin hết ạ. Dễ thương quá. Bạn gái nào? Mình sao cưng? Này em sẽ tặng anh bài à. Mình yêu nhau đi ha. Hình như anh có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. Và có lẽ anh không biết rằng em đang chờ đợi ở cạnh bên anh bình yên lắm. Anh hiền lành ấm áp, cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh, hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tìm muốn gì và nói cho em nghe. Một câu thôi, 1, 2, 3, 5, anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến hôn em ngay đi. Hay quá, đó đàn ông vậy mới là đàn ông quyết đoán. Em nói một câu gì em trai, một câu gì đó. Hôm nay anh đến chương trình này, nói chung anh là người có trách nhiệm với gia đình của mình cũng như là em và con cái mình sau này. Nếu như em đồng nút bấm nút ra về với anh thì anh xin hứa tất cả những gì ở tương lai anh sẽ là người chịu trách nhiệm toàn bộ với những quyết định của mình. Em đồng ý. Bấm nút. Yeah. Đẹp, rất đẹp. Xí tay câu nhau thật lâu đó. Em đồng ý. Hôn nhau nè. Rồi. Đó. Hồi đất ơi. Trời ơi. Tùy theo cơ. Ôm lại luôn đi. Ôm lại luôn. Đó. Rồi thôi. Xong. Xong. Hôm nay con đến đây con cũng cảm ơn là hai bác đã sinh ra em. Thì con đến đây là để dẫn em về nhà. Để làm dâu nhà con thì khi mà làm dâu nhà con thì con sẽ chăm sóc em thêm cho cô với chú. Cũng như là con sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời còn lại của em. Trời ơi. Chuẩn bị kỹ lắm luôn rồi á, thật quá hay luôn. Gái cảm nhận sao? Em muốn theo về nhà luôn. Về em nhà muốn theo luôn. Về nhà luôn. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng.
Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cảm ơn hai em đã đến với chương trình nha. Đây đi bên đây. Nếu có tin vui thông báo cho tụi anh nha. Dạ chắc chắn rồi ạ. Ừ. Ngọc hả? Dạ. Đang là điều dưỡng nha khoa. Hiện đang sinh sống ở Sài Gòn ạ. Mời về nhà trai. Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Anh Huy. Sinh năm 93. Quê quán ở Tiền Giang, hiện tại đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Tiền Giang huyện nào? Ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Chợ Gạo rồi. Dạ. Yeah. Mình làm công việc gì? Hiện tại em là đang kinh doanh tự do ạ. Về mảng cà phê. Cái gì? Cà phê rang xay ạ. À, mình bán ở đâu? Hiện tại là em làm ở chính ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Ở chính là ở quận 9 luôn. Quận 9 luôn. Dạ. Yeah. Một người Phú Nhuận, người ở quận 9. Em có ưu điểm khuyết điểm gì em trai? Ưu điểm của em là người vui vẻ, tính tình thẳng thắn thật thà. Rồi cũng có tính tự lập, biết lắng nghe, biết chia sẻ. Khuyết điểm? Khuyết điểm thì em hơi bừa bộn một xíu. Bừa bộn, trai mà bừa bộn sao chứ. Sao không sao được, ai cũng phải gọn gàng hết cưng ha. Trời, đâu phải lúc nào cũng gọn gàng đâu. Kỳ cục. Có lúc bừa bộn, có lúc gọn gàng. Đúng rồi. Chứ không phải là lúc nào cũng vậy. Có lúc trên cao, có lúc dưới thấp. Có lúc trên cao, có lúc dưới thấp. Trời ơi, phải gọn gàng chứ, mai mốt còn phụ vợ, với lại nhiều khi con cái vô mình phải làm gương cho con chứ quá bộ. Không được đâu. Trời, ông nó bởi vì ông dễ dãi quá Linh à. Mình nói cái ưu điểm, khuyết điểm của mình đi, đừng có nói là bừa bộn nữa là tôi xỉu liền nha. Dạ, ưu điểm thì em khá vui vẻ, khá lạc quan, biết lắng nghe, chăm sóc và nói chung là thích nấu ăn. Dạ, thích rồi. Nấu ăn may vá. Rồi dạ. Còn khuyết điểm của mình? Dạ, khuyết điểm thì mau quên. Mau quên thôi. Dạ. Có gọn gàng không? Dạ, cũng hên xui. Hên xui kìa trời ơi. Hên xui. Giống như bên kia y chang luôn đó Linh à. Mình đã có mấy mối tình rồi vậy? Dạ, có một ạ. Có một mối tình. Dạ. Kéo dài bao nhiêu năm? Dạ chỉ có vài tháng thôi. Vài tháng thôi, cách dạ. Đây bao lâu rồi cưng? Dạ, 2 năm rồi. 2 năm rồi, lý dạ. Do sao chia tay? Kiểu như quen xa với lại kiểu như cũng không hợp nhau cho nên chia tay ạ. Vậy đó, mà dạ. Có vài tháng thôi. Dạ. Mà xa mà chừng đó năm rồi. Lắm, dạ. Chừng đó năm rồi mà chưa có người yêu mới luôn. Bởi vì em cũng khá bận. Dạ, bởi vì trước đó là nói chung là bận từ 5 giờ cho tới 9-10 giờ đêm lận. Cho nên là cũng không có thời gian quen ai. Rồi, hy vọng dạ. Là hôm nay là mình sẽ bước sang một trang mới ha. Dạ. Bên kia làm sao ạ? Mình có mấy mối tình rồi, nói cho nhà gái biết đi. Dạ, em có là một mối tình chính thức thôi. Là cũng là bạn đó cũng cùng quê. Gặp nhau qua cuộc đi chơi với người bạn. Rồi mình thấy mình cũng như hợp nhau á. Mình tìm hiểu nhau. Bao lâu? Khoảng hơn 1 năm. Hơn 1 năm? Dạ. Rồi sao chia tay? Rồi thì trong quá trình tìm hiểu thì cũng có những mâu thuẫn rồi thấy không hợp nhau nên chia tay nhau. Bên kia là yêu xa, bên đây là yêu gần. Nói chung là xa gần gì mà không có đủ tình yêu không lớn thì không bao giờ đến nhau được. Đúng tóm rồi. Lại là có duyên, có nợ, có đủ cái lớn tình yêu thì ở đâu ta cũng yêu nhau cả. Ngay cả gần mình không đủ duyên nợ cũng chia tay đúng không? Thôi, bây giờ mình sẽ tướng tới tương lai. Đúng rồi. Bây giờ bạn gái bên kia muốn một mẫu hình lý tưởng thế nào em gái? Dạ, miễn sao cao và to hơn em được rồi. Cao to hơn em hả? Dạ. Em cao mét nhiêu? Dạ, mét 55. Mét 55. Dạ. Rồi. Rồi. Yên tâm. Rồi tính tình thì như thế nào? Nói chung là hiền một xíu, trưởng thành một xíu, với lại biết chia sẻ cho em. Ví dụ như trong cuộc sống có gì thì chia sẻ hết. Rồi có cần phải đẹp trai giống ai không? Dạ không, em nhìn thấy được là được. Để trưởng thành có được xíu không nha? Đúng không? Dạ vâng. Trưởng thành xíu bên đây, trưởng thành hơn xíu được không? Dạ được. Đây cũng chững chạc lắm rồi nha. Chị qua chị coi thử. Coi chàng trai bên đây đi. Đó. Trời. Em chào chị. Phong độ nha. Yên tâm đi, bên đây người ta cao lắm. Em cao mét nhiêu em? Khoảng 1m7 hay gì? Trời ơi, tới 1m7 là... Dạ. Đó, mình yên tâm đi, mình chững chạc hơn xíu nè. Cái chỉ tiêu của em nó cũng không phải là cao lắm ha. Dạ. Rồi còn mình thì sao? Cái tiêu chí của mình, cái mong muốn của mình với người bạn gái như thế nào cưng? Tính tình thì hiền lành. Hiền lành. Thấy bé này quá hiền luôn á. Quá hiền. Hiền quá trời hiền luôn á. Hiền quá tốt. Cũng chịu chia sẻ với nhau. Chứ đừng có là giữ hết trong lòng. Thì cũng biết một xíu về nội trợ, về gia đình.
Nội trợ gia đình biết không cưng? Dạ biết ạ. Biết. Dạ. Rồi, còn cái ngoại hình thì như thế nào? À, em thích mẫu người tóc, để tóc dài. Yên như xinh xắn xíu là được. Xinh xắn xíu, mà hơn xíu thì sao? Xíu thì quá tốt vậy. Quá tốt đúng không? Đó. Nước da em muốn trắng hay là nâu nâu? Da thì sao cũng được chị. Sao cũng được phải không? Dạ. Thì mà ở trong mát riết là nó cũng trắng thôi chứ không sao anh. Ha? Bây giờ có nâu nâu thì ở trong mát riết là nó cũng trắng. Anh Quyền Linh, anh ở trong nắng anh cũng vậy. Anh không bao giờ trắng được. Nói cho em biết điều đó. Anh bị chiếu đèn nhiều quá nên ngày nào cũng chiếu đèn hết trơn. Tôi ngày nào cũng chiếu đèn, lý do gì tại sao tôi trắng? Tại vì nó xài son phấn nhiều quá đó. Mắc cười quá, tay chân mà xài son phấn hả? Bởi vì em phải xác định là em thích da trắng hay là da nâu. Thì chị sẽ bật mí cho em biết. Thì em nói trắng thì cũng thích hơn. Trắng thích hơn, bởi vì em nói em cầu được ước thấy mà. Kìa là dư sức luôn rồi. Phải nói là dư sức, dư xăng mà vượt chỉ tiêu của em luôn. Nói cho em biết, hôm nay em đi với ai? Dạ em thì em làm có một mình, em chỉ đi một mình không. Trời ơi, vậy là bên đó là phải đại diện rồi. Để tôi lo Linh cho. Với đại diện rồi. Bên đàn trai tôi dân Linh Tiền Giang mà. Linh nói một chút cảm xúc về bên nhà gái cho bạn trai nghe đi. Một cô gái rất là xinh xắn, giọng nói nhẹ nhàng, quyến rũ nha. Giọng nói đặc trưng dễ nhớ ha. Và một nước cái da. Đôi mắt to, nước da trắng ha. Đó. Tóc nó có màu khát khát đen chút xíu. Nhưng mà là ngang vai đúng ngang không? Ngang vai. Nói chung một gương mặt rất là có hậu, phúc hậu đó. Đúng. Và cơ hội của hôm nay, của ngày hôm nay của em mà em không chụp được đó là do em đó, nghe không? Đó. Dạ, cái này em cứ cố gắng. Mình gái đi dai vậy. Em mới vào Đà Nẵng vào cho nên là cũng chưa sắp xếp được. À, mới Đà Nẵng vào cho nên là cũng là bên đây là cái người đại diện luôn. Rồi. Ha, và tôi cũng nói cho nhà gái biết là một chàng trai này là một người dáng người chắc, roi roi, cao. Và một người đàn ông là có một khuôn mặt rất là nam tính. Và có cảm giác là bạn này là một người gọi là không phải là người mà hay nói nhiều, mà là một cái người mà hướng nội một chút xíu. Một người hiền lành luôn. Hiền lành và hướng nội. Đó, thì theo chị thì là hai đứa đã đến đây giống như là một cái duyên. Thì thôi thì cho nhau một cơ hội nha. Đó, và xin hết đó. Mở ra. Rồi, hai đứa thấy hợp nhau lắm đó. Mình mở rào và nói chuyện nhau chút đi, nếu mà thấy được, cảm nhận đây là một nửa yêu thương của mình nên bấm nút. Anh thấy vậy nha. Dạ. Rồi, mở rào. Bước qua luôn. À kìa, em đứng lên chào, nhận chào quà bạn. Nào. Mình có một món quà mình muốn tặng bạn. Dạ em cảm ơn. Để hoa đây, mở quà bên đó trước đi. Đây là cái túi thơm trong đó có cà phê là mình làm, là mình làm bên cà phê. Còn đây là cuốn sách, là mình thật sự là mình cũng không có hay đọc sách lắm, nhưng mà ngẫu nhiên mình thấy một cái cuốn sách này, nó cái tựa đề nó rất là hay, cũng nhắn gửi cho bạn như cái lời của tựa sách là mình sống thật với bản thân mình và sẽ hạnh phúc sẽ đến với bạn. Dạ, anh với ơn. Em đi sao bạn bè nó khách sáo quá cưng, anh với em. Dạ cảm ơn. Rồi hai đứa làm như mua quà chung chỗ hay sao vậy? Anh ấy cũng bất ngờ. Mua chung chỗ cái hộp y chang à Linh. Hồi lấy hộp. Dạ, cảm ơn bạn. Mình sẽ phép mở ra ha. Dạ. Đừng có tặng cà phê nữa. Dạ, cái này em tặng anh bộ sản phẩm về răng miệng. Dạ. Nói chung là tặng này tặng vậy thôi, chứ còn ví dụ như cái phương pháp đánh răng và cách dùng chỉ tơ các kiểu thì có thể hướng dẫn sau ạ. Rồi, cảm ơn bạn nhiều. Dạ. Hướng dẫn dùng sao? Đánh răng thì em biết rồi. Em biết rồi đúng không? Nhưng mà gái nó đánh răng đúng cách rồi đó. Dạ. Rồi hai người quay ra nói chuyện trực tiếp nào. Mình quay ra mình nói chuyện nào. Cảm nhận về nhau đi, coi nãy giờ anh Quỳ Linh với chị Vân nói đúng không? Thì cái ấn tượng đầu tiên thì thấy xinh xắn, cũng là dễ thương. Cũng như cái cách chia sẻ thì cái tính tình này mình cũng hơi tương đồng với nhau. Em có thấy có nhận xét gì không? Nói chung là ngoại hình thì ổn. Nói chung là thấy tính cũng khá giống nhau. Dạ, thấy tặng hai hộp quà thấy giống nhau là thấy tính cũng giống nhau rồi đó. Không, thật sự thì lúc mà mình chọn, anh chọn cái hộp á, có thấy trên cái hộp nó có ghi cục câu á. Dạ. Là cái cuộc sống mình luôn ngọt ngào. Dạ. Và hy vọng có điều tốt lành luôn đến với mình. Dạ. Bây giờ nè, mình hẹn hò thế nào đó? Bởi vì hai bạn là cách xa nhau. Nếu mà hẹn hò thì chắc mình sẽ sắp xếp
có thể là mình có thể là đi ra được ngoài tới Đà Nẵng. Thì mình cũng hay đi nhiều nơi, cũng công việc cũng có do công việc và cũng do sở thích đi du lịch. Dạ, nhưng mà ở Đà Nẵng là quê em thôi, còn em hiện đang ở Bình Thạnh. Bình Thạnh. Dạ. Là mình vô đây là bao lâu rồi ta? Dạ được hơn 2 tuần rồi. Là sao? Là mới làm ở đây 2 tuần thôi? Dạ, hả? Dạ mới làm ở đây. Nói chung là vừa đi học mà vừa đi làm. Là bạn nãy mình nghe chưa rõ là bạn học về bên mình gì? Làm bên nha khoa. Nha khoa. Dạ. À, hàng gì tặng răng miệng hợp lý. ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình có thể gặp nhau được thường xuyên. Thì hai mình cũng làm ở trung ở thành phố. Dạ. Ở hai đứa đang làm việc ở thành phố mà. Em đang ở Bình Thạnh. Nhưng mà em hơi bù đường. Không biết quận 9 ở đâu ta. Bình Thạnh thì cũng gần quận 9. Thì qua cái cầu Sài Gòn một xíu là tới rồi. Dạ, nhà anh chị em cũng ở quận 9. Dạ. Bạn nam tới nắm tay bạn gái hát bài giao lưu cho nó nhẹ nhàng câu chuyện thôi. Hai đứa cũng đang ngại ngùng đó. Đấy. Nắm hai tay nhìn vào mắt nhau. Thôi vậy mình cũng xin tặng một bài hát. Là bài Cathy. Dạ. Chiều nắng đường vắng, em với chúng tôi mấy người ngồi xuống chuyện vui. Ôi bao nhiêu điều muốn nói, nhưng đâu đó nụ cười vẫn chưa muộn phiền. Ánh mắt sâu nỗi buồn xa xăm, chuyện tình yêu dâng hờn mấy chốc để rồi nước mắt ấy cứ rơi. Và em hãy Cathy. Chắc mình tạm tới đây ha. Cảm ơn bạn, xin lỗi. Ủa rồi mình không có tặng lại hả? Dạ, dạ quay. Có qua có lại mới tọa lòng nhau chứ. Cứ ngồi đó mình. Dạ, thấy ngồi để run hơn. Em nhìn anh, mình bật cười bên nhau. Lắng nghe đàn chim đã về trên mái nhà. Một mai mình ra đi, hàm răng thưa, nụ cười thật nhân. Chúng ta sẽ về đâu hỡi anh? Nói chung là cũng quay lời. Hay mà. Mê nghề lắm. Kiếm cái bài ca cũng phải có cái hàm răng ở trong. Dạ, cũng đam mê. Đó, hàm răng thưa nụ cười đó. Một giọng rất là đặc biệt đó. Thôi bây giờ thì mình hỏi nhau đi, trao đổi là những dự định sắp tới mình sẽ làm gì và một cái tương lai là khoảng bao lâu mình có thể kết hôn. Bây giờ em đang học lên thêm nhỉ? Dạ. Là khoảng bao lâu nữa thì mình hoàn thành cái khóa học nhỉ? Dạ, khoảng một năm thôi. Một năm hả? Dạ. Là mình dự định là làm luôn ở thành phố hay là mình về quê Đà Nẵng? Em đang suy nghĩ. Đang suy nghĩ. Dạ. Chắc phải có cái gì níu kéo mới ở lại. Dạ, chắc phải. Bạn nam hãy nói cái cảm nhận tất cả những gì mình nãy giờ cuộc nói chuyện đó. Mình suy nghĩ thế nào, mình nói hết ra cho cô gái biết đi. Mình nãy mình có nói là mình nói thẳng nha. Dạ. Nhưng mà có gì mình chỉ nói suy nghĩ trong lòng mình thôi nha. Dạ. Đối với nhìn bạn thì thật sự là rất xinh, có học cao và có nghề nghiệp ổn định. Dạ. Tốt. Nhưng mà tại vì mình á là mình thích cái mẫu người á là hơi bằng tuổi mình hoặc là nhỏ hơn một xíu. Dạ. Cho nên mình cũng hơi ngại về cái tuổi á. Dạ. Mình cũng hơi ngại. À. Ủa là hai bạn này bằng tuổi hay là sao? Là em nhỏ hơn. Ủa em nhỏ hơn bạn này. Em sinh 93, bạn chắc 92. 92. À, nhỏ hơn một tuổi hả? Nhất không gái có hơn sao hai, đâu. Nhì trai hơn một. Trời ơi, cái đó nó vô thế luôn rồi. À, nãy giờ anh thấy rằng hai bạn rất là hợp nhau nhiều thứ. Chính còn xác. Quan trọng là con tim có hợp hay không là chỉ các bạn mới biết thôi. Điều đó sẽ minh chứng bằng nút bấm. Detox không khí từ trong ra ngoài. Toshiba. Quyết định bằng trái tim của mình nha. Rồi, 1 2 3. Hết thời gian. Tôi đã thấy có lẽ rằng chưa có duyên với nhau. Thật sự á, nếu như hai bạn mà tìm hiểu nhau, tôi nghĩ đây là một cặp đôi đẹp. Em cảm ơn nha. Đừng có ngại gì em trai. Mình có nhỏ tuổi hơn hay là gì cũng không quan trọng đâu. Quan trọng là cái người đối diện họ hợp với mình về tính cách, hợp về tất cả mọi thứ. Tuổi không là gì cả ha. Và tôi tin chắc rằng có rất nhiều chàng trai sẽ bấm nút cho cô gái, rất nhiều cô gái sẽ bấm nút cho em trai. Cảm ơn. Cảm ơn hai em đã tham gia chương trình. Hy vọng chúng ta sẽ sớm tìm được một nửa mảnh ghép hợp với những cái gì mình đang hướng tới. Yeah. Chương trình gửi tặng đến bạn nữ phần quà.